Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Okay, let's start. Giờ mình làm tiếp bài tập nha về adjective and adverb too. Tại vì cái adjective với adverb nó gần giống nhau, mình phải recognize which one is which, okay? Okay, tiếp tục bài tập hôm qua nha các anh chị. Yeah, mình làm hơi chậm nữa. Nhưng mà chậm chắc, phải không? Chậm mà chắc. Okay, now this one. Câu này chưa làm phải không các anh chị? Câu này chưa làm. Your new sweet lover. Khoái ngọt hả? Thèm ngọt hả? Có chừng có bầu. Thèm ngọt có chừng có bầu. Okay, Michael. Con trai hả? Con trai có bầu giùm vợ. Các anh chị biết khi mà người chồng mà thương vợ quá đó, đến lúc mà người vợ có bầu tới lúc mà bị đau bụng đẻ đó, người chồng đau bụng y chang như người vợ luôn á. Thành ra nhiều khi người ta nói đàn ông có bầu là vậy đó, đau bụng giống y chang như vợ đang đau bụng á. Ăn ngọt là con thiệt má. Mr. Đảm chưa có vợ phải không? Chưa có vợ phải không? Mr. mà chưa có Mrs. là không được. Vậy mà đòi gọi là Mr. Okay, now let's go. Michael had lived in Taiwan for 10 years. Yes, but he anymore still yet already doesn't understand Chinese. Michael thì nó sống ở Taiwan cho 10 năm rồi. Nhưng mà cậu ta không có hiểu tiếng Tàu. Thế mình chọn chữ gì các anh chị? But he what? But he anymore doesn't understand Chinese. Hey, but he still doesn't understand Chinese. Hay là but he yet doesn't understand Chinese. Hay là but he already doesn't understand Chinese. Chọn chữ nào các anh chị? Hurry please. Các anh chị nghe tiếng mình nói không vậy? You still hear me? Nghe tiếng mình nói không? Nghe hả? Why don't you say so? When I ask you a question, please answer me yes or no, okay? That's when you owe me an answer. Please. So câu này làm gì các anh chị? Chưa có ai trả lời hết trơn. Okay, now this one. Choose the best choice. Michael thì nó sống ở Taiwan cho 10 năm rồi. Nhưng mà cậu ta không có hiểu tiếng Tàu nữa. Cậu ta vẫn không hiểu tiếng Tàu nữa. Vẫn không hiểu tiếng Tàu. Cậu ta chưa hiểu tiếng Tàu. Cậu ta chưa hiểu tiếng Tàu. And cậu ta không có hiểu tiếng Tàu rồi. Việc gì đó. Okay, now câu thứ nhất. But he anymore doesn't understand. Có nghĩa là cậu ta không có hiểu tiếng Tàu nữa. Cái câu này nói như nó trái ngược phải không các anh chị? Nó sai phải không? Cậu ta đã sống nhiều năm ở Taiwan mà cậu ta chưa có hiểu tiếng Tàu nữa là gì? Không hiểu gì hết. Doesn't make sense, right? Thank you, Andy Wynn. Câu thứ hai dường như là đúng. Nếu câu thứ hai đúng thì mình phải chứng minh câu thứ ba và câu thứ tư sai. Nhưng mà cậu ta chưa hiểu tiếng Tàu. Nhưng mà chữ yes đó có nghĩa cậu ta chưa có hiểu. Cậu ta không có hiểu tiếng Tàu. Chưa. Chữ Z đó thường thường nó đặt ở phía sau, phải không các anh chị? Chữ Z đó thường thường nó đi với cái thì mà present perfect, nó nghe hay hơn. Còn nếu mà để cái present tense đó thì không có bao ai mà để chữ Z như vậy hết trơn á. But he doesn't understand Chinese yet. Đã doesn't understand Chinese yet có nghĩa là phải để, thường thường phải để ở phía sau. Còn cái already nó còn sai nữa, cái nghĩa nó sai. Already là rồi, nửa yes nửa no. Nếu mà mình chọn cái already là nửa yes nửa no. Thành ra cái câu đúng là still. Cậu ta vẫn chưa hiểu tiếng Tàu. Số câu đúng là still. Okay. Ok, câu này nha. I have to leave now. Well, I hope we see each other again before sometime in few days, before many days or before long. Tôi phải rồi bây giờ. Tôi phải đi bây giờ. Well, tôi hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa. Before sometime, in few days, before many days, and before long. Which one is right? Mình không có được sửa chữ. Người ta viết làm sao thì mình phải nghĩ như vậy. Nếu mà người ta misspell thì câu đó sai. Okay. Nếu mà người ta misspell thì dĩ nhiên câu đó sai. Cứ nghĩ như vậy. Okay. Bởi vì người ta cho mình cái choice mà. Sometimes người ta gại mình á. Người ta cho mình cái choice mà. If it's misspelled, so it is wrong. Chứ câu đó sẽ sai, phải không? Các anh chị chọn đi. Có nhiều cái câu mình không biết. Which one is the best choice? It depends on your experience. Nhiều khi mình phải đọc nhiều, mình sẽ thấy cái câu đó người ta nói làm sao. The way people talk. How the way people talk. Before long. Okay. Cái câu này nghĩa là well, tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trước một cái thời gian lâu, có nghĩa là chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày gần đây. Cái before long là nghĩa như vậy đó, đừng có quá lâu á. Okay, đừng có quá lâu á. Nói chung á. Before long là hay nhất, không ai nói before many days, nói vậy nghe nhà quê thì thôi á. Okay, before long là trước cái thời gian mà quá lâu, nghĩa là chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày rất là gần. Okay. Before many days hay là in few days hay là before sometimes, nó đều đúng nghĩa hết trơn, cái nghĩa nó đều đúng nhưng mà không có ai nói như vậy. Okay. Yeah, nhà quê nói vậy nhà quê thì thôi á. Ai nói before many days, trời ơi. Many days là many days. Hả? Can you count? 1 day, 2 days, 3 days. Mình chỉ nói là before long là được rồi. Đó. Đừng có hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày rất là gần. Ý có nói như vậy là before long. Đừng có lâu quá. Ok, số câu đúng sẽ là before long. Ok, next one. Hôm nay hình như các anh chị hơi bị ốm phải không? Ốm, bị yếu phải không? Hơi bị bệnh phải không? Hình như hôm nay các anh chị bị bệnh phải không? Bị weak phải không? So weak, right? Bị bệnh rồi. Sao không ai làm bài được hết trơn? Ok, câu này nha. Câu này. In the pink hả? Khó hả? Không khó đâu. Okay, câu này nha. Winnie married immediately, early, soon, fast, She graduated from college. Winnie thì nó đám cưới, nó làm đám cưới. Nó đám cưới á, ngay lập tức, sớm, soon là chẳng bao lâu, fast, nhanh. She ra trường á, she ra trường đại học. Yeah, câu số 1 đúng, phải không? Yeah, đa số ngồi nghe không à. Dở thì thôi đi ra. Nghe rồi phải thực hành nữa. Các anh chị nghe, các anh chị phải thực hành nữa chứ ngồi mà không nhúc nhích. Cũng giống như là khi mà mình đọc tiếng Anh đó các anh chị. Các anh chị đừng có đọc ở trong đầu. Các anh chị phải đọc lớn ra. Tại làm sao như vậy? Khi mà các anh chị đọc lớn ra có nghĩa là các anh chị đọc hai lần. Một lần là mình đọc có tiếng nói, và một lần là nó vang vô cái đầu của mình. Có nghĩa là mình đọc được hai lần, phải không nào? Nếu mà các anh chị đọc ngầm ngầm ở trong đầu là đọc có một lần thôi. Okay, đọc có một lần thôi. Thì tại sao mình không đọc lớn ra được để mình được hai lần, đó. Mình được hai lần. Nên ra cái gì nó cũng phải có cái action, ok? Nếu mà cái gì nằm trong đầu nó là linking. Mình phải action mới được, ok? Nhớ nha, đọc bài hay đọc cái gì phải đọc lớn ra. Ok, câu số 1 đúng. Cái cô Winnie đó thì cổ làm đám cưới ngay lập tức sau khi mà cổ ra trường và cổ làm đám cưới liền. Các anh chị thấy nói qua cái grammar chút xíu, mình học tới đâu mình ôm tới đó. Đúng ra là hai cái hành động, một cái xảy ra trước và một cái xảy ra sau. Thì cái xảy ra trước thường thường mình dùng cái perfect tense, nó nghe hay hơn. Rồi cái xảy ra sau mình sẽ dùng cái past, phải không các anh chị? Past perfect, xảy ra trước, rồi cái xảy ra sau thì mình sẽ dùng cái past. Nhưng mà hai cái hành động, mặc dù một cái xảy ra trước, một cái xảy ra sau, như trong cái trường hợp này, nó gần như là xảy ra cùng một lúc. Ok, gần như là xảy ra cùng một lúc, phải không các anh chị? Thành ra ở đây họ dùng cái thì nó giống nhau. Cả hai đều là past tense. Các anh chị hiểu điều này không? Các anh chị thấy đây là hai cái hành động, một cái trước, một cái sau. Cô ta tới rồi đó. Khi mà cô ta tới cái chỗ đó thì trời nó đã mưa rồi. Phải không các anh chị? Hai hành động nó xảy ra. Nó xảy ra cái trời mưa, nó đã mưa hàng giờ rồi. Thành ra rõ ràng cái hai hành động này nó có cái khoảng cách xa. Nó không có phải là gần như là một lúc. Trời nó đã bắt đầu mưa cả giờ rồi. Nó đã mưa cả giờ rồi cô ta mới tới. Thành ra đây mình dùng cái thì, hai cái thì khác nhau, nó nghe hay. Ok, nó nghe hay. Yeah. Còn nếu mà hai hành động, mặc dù một cái trước một cái sau, nhưng mà nó gần như là xảy ra cùng một lúc. Tại vì cái chữ immediately, okay, ngay lập tức sau khi mà cô ta tới, thì hai cái thì mình dùng nó giống nhau. Còn hai cái hành động mà xảy ra một cái trước một cái sau rõ rệt đó, thì mình một cái thì mình dùng cái perfect, và một cái mình dùng cái past, nó nghe hay hơn. Ok, nó có vẻ như có học hơn, là khá như vậy. Okay, next one. Are the days getting colder? Yes, they are. Yeah, it is. No, they don't. No, it isn't. Phải càng ngày càng lạnh hơn, phải không? Càng ngày càng lạnh hơn, phải không? Vậy mình trả lời sao các anh chị? Thấy cái động từ to be số nhiều không? No star, the days and are. Cái yes no question thì câu hỏi, mình dùng cái chữ nào thì mình sẽ lặp lại cái chữ đó cho câu trả lời. Are, right? Are. The days là số nhiều, mình có thể thấy bằng chữ day được, phải không? Thành ra the day thế cho chữ day là yes, they are. It is là không đúng, it là số ít. And they don't. They don't, cái trợ động từ là trợ động từ to be chứ không phải trợ động từ to do. Thành ra mình phải trả lời là nếu mà no đó thì là no they aren't, hay là no they are not, phải không? Thành ra câu số 3 sai, câu thứ 4 cũng sai luôn. Số nhiều là they chứ không phải là it, right? So câu thứ nhất đúng, yes they are. Okay, next one. Các anh chị phải biết lọc ra những cái câu sai thì chỉ còn một câu đúng thôi. Ok, câu này nha. The first, second, the third Bryce went to Dora, Tina, Jenny equally, partially, differently, or respectively. I mean to leave. Giải thứ nhất, giải thứ hai và giải thứ ba thì cho cô Dora, Tina and Jenny. Equally là bằng nhau, partially là một phần, thấy không? Differently là khác nhau, and respectively là gì các anh chị? To live là gì? Là gì? Yeah, câu số 4 đúng. Câu số 4 đúng. Equally là bằng nhau. Ba cái giải rõ rệt thì nó đâu có bằng nhau được. So respectively đúng. Nghĩa là gì các anh chị? Cái dịch là tương ứng đó các anh chị. Không hẳn là tương ứng, có nghĩa là cái Dora nó không nói là tương ứng được. Mà tương ứng là gì? Lần lượt hả? Riêng biệt hả? Mà tương ứng là gì? Yeah, theo thứ tự á, theo thứ tự nó đúng hơn. Okay. Let me, một chữ nó có nhiều nghĩa nha các anh chị. Nghĩa là đáng như vậy đó, đáng như vậy đó, đáng như vậy đó, nghĩa là đúng như vậy đó. Cái giải nhất trao cho cái cô Dora là đúng như vậy á, Tina giải nhì, Jenny giải ba, tương ứng hả? Không biết, không biết. Nghĩa là thôi các anh chị hiểu đi, hiểu được rồi, phải không? Các anh chị hiểu phải không? Còn không hiểu thì tìm sẽ tìm cách khác. Lần lượt và lần lượt á, nó đúng như vậy đó. Lần lượt và hiểu rồi. Okay. Hiểu thì các anh chị tìm chữ tiếng Việt đi. Lần lượt. Lần lượt giải nhất trao cho cô. Ok thôi, để các anh chị tự suy nghĩ. Tiếng Mỹ hiểu là được rồi. Tiếng Mỹ đã try my best rồi. Okay. Không còn cái best nào hơn nữa.